Theo Dân trí và Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 2 trên quốc lộ 32, đoạn vòng xuyến Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Trong khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ đi xe máy biển kiểm soát 361-297.7 không vượt đèn đỏ nên đã ra tín hiệu dừng xe. Hiện trường vụ việc ảnh cắt từ clip, tuy nhiên thay vì chấp hành, nam thanh niên bất ngờ tăng ga bỏ chạy và tông trúng một trung úy cảnh sát giao thông khiến anh bị thương, ngã ra đường bất tỉnh. Ngay sau đó, trung úy cảnh sát giao thông được đưa đi cấp cứu, còn đôi nam nữ bị bắt giữ tại hiện trường. Đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, thông tin với Dân trí, hiện tại chiến sĩ bị đâm trên đã tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn phải nằm theo dõi tiếp tại bệnh viện. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa trung úy bị tai nạn đi bệnh viện cấp cứu, ảnh tiếng Mister trước đó vào hồi tháng 7 năm 2019, tại Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 7, đội cảnh sát giao thông, công an huyện An Lão Hải Phòng đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, thì phát hiện Đỗ Văn Thắng 16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão điều khiển xe máy nhãn hiệu Everest theo hướng Tiên Lãng, Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tới khu vực đường cong, nơi tổ công tác đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà cố tình đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý lúc đó đang làm nhiệm vụ. Cú tông trực diện đã khiến Thượng úy Quý bị văng lên cao rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, nam Thượng úy đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Les blocs